chính là hồng tuyết mùa hè. Hôm trước quay bằng điện thoại, các bác nhìn lại bảo là giống a oi, không giống a oi nhé, nó gần giống với tầm xuân hơn, hoa nó to hơn hoa tầm xuân và nó nở hoa này liên tục chứ nó không như tầm xuân. Lá rất giống tầm xuân nhé, lá rất là nhỏ nhọn, 7 lá này. Lá giống tầm xuân. Kéo không? Kéo hay cái gì cũng được. Cái này một năm một lần ấy hả? Tập xuân nó chỉ nở mùa xuân thôi nhỉ? Nó chỉ nở một mùa xuân. Bánh trà rất là thơm, không thơm đậm nhưng mà